Rồi sáng nay em có lên clip một con bò cái đít muối nha anh chị. Đó thì mẫu này muối tầm 9 tháng bò đó anh chị ơi. Đó thì 8 tháng mấy 9 tháng. Đây bò này siêu độ nha anh chị. Đó thì lâu lâu mới có một con anh chị ơi. Lưng đó đít nè, đít như quả bí luôn anh chị ơi. Nè thùng B ấp vô cái đít nó không hết luôn nha anh chị, là một cái đít bằng hai thùng B ấp vô nha anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích con bò đít muối siêu kiển này cứ liên hệ em. Bò lưng thẳng băng anh chị. Đó tầm mét mốt nha anh chị. Thì mét máy ngay giữa sấy đó anh chị ơi. Thì yếu mét mốt ngay giữa sấy. Thì anh chị gần xa thích con bò đít muối này cứ nhanh tay nhấc máy số điện thoại em để trong hình. Mặt đẹp nha anh chị, hiền lắm. Lưng nè. Chân móng hoàn thiện nha anh chị. Rung đó. Đó thì anh chị gần xa thấy con bò kiển này cứ liên hệ em. Màu là trắng tiết nha anh chị, nó cũng hơi dơ, tắm chưa được sạch nha anh chị. Đó thì mình tắm xà bông nhiều lần thì nó sạch, thì nó trắng như tiết nha anh chị. Đó thì như bạch tiết luôn, đẹp như đít, đẹp cực đẹp luôn. Bò này là bò giá nuôi kiển nha anh chị. Đó thì con bò này tầm 250 kg hơi anh chị ơi. Đó thì tầm đó ăn lên anh chị ơi. Quá trời cái đít không, đít là hai gan nha anh chị. Thì anh chị gần xa thích con bò kiển này cứ nuôi em, liên hệ em. Đó quá trời có đích không, sấy mặt nghiêm chỉnh nha anh chị, sấy lưng nghiêm chỉnh nha. Đó mình nuôi kiển mình cũng coi sấy rồi cho nó đẹp, móng rồi móng trắng đẹp nha anh chị, cổ đó anh chị ơi, trắng như tiết luôn. Mới tắm xà bông có một lần đó, tắm nhiều lần còn đẹp nữa anh chị ơi. Anh chị cần cứ liên hệ em.